Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thế Bình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ đưa ra những sai lầm rất cơ bản mà người dùng thường mắc phải khi mà sử dụng về đồ điện. Vâng, thì cái sai lầm đầu tiên thuộc về các bạn đun nước nóng bằng những chiếc ấm siêu tốc, hay còn gọi là những chiếc ấm điện. Thì cái sai lầm này là gì? Thì mà các bạn đón xem mình phân tích ở cái video này. Các bạn thấy video mình hay tiện ích thì các bạn hãy đăng ký kênh, bật chuông báo để theo dõi video mới nhất. Và đừng quên chia sẻ những video này để mọi người cùng biết, người thân của các bạn cũng biết các bạn nhé. Vâng. Và trước mắt các bạn đây là một chiếc bình siêu tốc. Khi mà chiếc bình siêu tốc này nó sôi lên thì cái dơ ne của bình đã nhảy, đúng không ạ? Dơ ne của bình đã nhảy. Nhưng mà cái sai lầm ở cái video này thì mình muốn phân tích với các bạn như sau. Trước khi vào phân tích thì tôi sẽ rút cái ổ điện này ra để tôi phân tích cho các bạn, để cho nó an toàn về điện các bạn nha. Các bạn thì tưởng tượng mà xem, với chiếc bình siêu tốc thông minh như thế này, tại sao mình lại bảo nó thông minh? Bởi vì sao? Bởi vì nó có cái rế này. Cái rế này là cái rất là tiện lợi. Khi các bạn nhấc cái bình siêu tốc ra thì lập tức nó là cái mà để quý vị và các bạn chỉ cần đặt chiếc bình siêu tốc vào, hoặc các bạn nhấc ra là các bạn có thể sử dụng nó. Nhưng mà các bạn đâu biết rằng cái sai lầm đầu tiên của các bạn là các bạn đổ nước chiếc bình này. Khi các bạn đun thì các bạn đổ nước chiếc bình này là quá đầy. Chính vì vậy mà khi mà nhiệt độ nó lên 100 độ C thì nước nó sôi, nó sẽ chảy ra ngoài, thì đồng nghĩa với việc rằng nước nó sẽ chảy cả vào những chiếc rế mà nó đang có điện sẵn như thế này. Vì vậy mà cái độ an toàn điện là sao? Khi các bạn sử dụng nhiều lần, cái rế này ẩm thấp, điện nó ngấm vào nó bị mô ve đánh lửa là một. Thứ hai là đây, nước chảy ngấm hết vào dây điện như này, mà dây điện này nó sử dụng một thời gian nó sẽ rất là nóng. Đây, đằng trước đằng sau của cái rế này nó nóng và nó ướt như thế này. Vì vậy mà cái an toàn về điện, về cái hiện tượng về điện giật khi mà các bạn chẳng may các bạn đi vào những chỗ nước như thế này. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn lợi dụng chiếc bình siêu tốc nó đa năng, nó tiện như này, thì cái ổ điện của các bạn không bao giờ các bạn rút ra. Nếu nó là cái bình mà có dây thì các bạn sẽ rút ra, nhưng cái bình siêu tốc có cái rế này thì 100% các bạn không rút ra mà các bạn để nguyên như thế này. Chính vì vậy mà cái hiện tượng an toàn về điện khi mà các bạn sử dụng cái bình siêu tốc tiện như thế này thì nó là một cái mà mình thấy sai lầm rất là cơ bản. Bởi vì sao? Bởi vì nó rất là tiện ở chỗ là các bạn chỉ việc đặt chiếc bình này vào vị trí khi các bạn sử dụng, và các bạn nhấc ra đặt vào khi các bạn đun nước nóng, và các bạn nhấc ra khi các bạn không dùng. Nhưng mà cái rế này lúc nào nó có điện 24/24. Chính vì vậy mà an toàn về điện là rất là không cao nếu mà các bạn đun nước của các bạn đổ quá đầy. Cái này khuyên của tôi là gì? Khi các bạn đun nước đây, khi các bạn đun nước nóng thì các bạn đổ một lượng nước vừa phải, để làm sao để khi chiếc ấm siêu tốc này nó đủ 100 độ C, nó ngắt và nước không trào ra ngoài, để an toàn về điện các bạn nhé. Đấy là cái sai lầm đầu tiên. Vâng. Và cái sai lầm thứ hai mà mình muốn tư vấn với quý vị và các bạn, đó là sử dụng cái bình nước nóng ở trong mỗi nhà tắm nha các bạn, thì sử dụng cái bình nóng lạnh thường xuyên. Nhưng cái bình nóng lạnh này thì nhà khách hàng đang sử dụng cái bình Kangaroo. Vậy thì cách sử dụng ra làm sao để cho an toàn về điện? Bởi vì trong thời gian qua thì mình thấy cũng có rất là nhiều trường hợp bị điện giật không mong muốn. Nhưng chiếc bình nóng lạnh này thì, và tất cả chiếc bình nóng lạnh nhà quý vị của bạn đều thì nó đều có cái automat chống giật, đẹp automat chống giật. Nhưng mà các bạn thử hình dung mà xem, khi mà các bạn không sử dụng nó bao giờ, hoặc để cả năm, nhiều lúc để cả 2 năm, cái automat chống giật thì nó còn có tác dụng hay không? Vậy thì cái sai lầm này thì mình muốn tư vấn cho các bạn là gì? Và khi mà các bạn sử dụng bình nóng lạnh thì đầu tiên các bạn bật lên cho chiếc bình nóng lạnh này nó sôi lên, đúng không ạ? Vậy thì khi mà nước đã nóng, bình đã sôi thì các bạn sẽ sử dụng nước nóng. Vậy thì cái sai lầm mà mình muốn nhắc tới là khi mà nước đã nóng rồi thì các bạn nên ngắt automat. Đây,
đây là chiếc bình nóng nóng lạnh này đang ở chế độ ngắt nhé. Bây giờ mình sẽ bật lên. Bật lên để nước nó nóng. Cái bình khi mà bình nước nóng mà các bạn bắt đầu sử dụng thì các bạn nên ngắt đi. Nên ngắt automat và các bạn vào các bạn sử dụng nước nóng. Đây. Bên nóng này ạ, bên nóng thì các bạn sẽ quay sang bên nóng và các bạn sử dụng nước nóng. Vâng. Để làm sao để cho an toàn về điện. Bởi vì trong quá trình chiếc bình này nó hoạt động trong thời gian dài, nhất là nhà các bạn mà sử dụng nước giếng khoan ấy, thì cái cặn của cái bình nóng lạnh này, cái mai so của bình nóng lạnh này nó rất là nhanh bị hỏng. Mình để một số hình ảnh demo để các bạn biết được mà cái sự dò điện của chiếc bình nóng lạnh này nó rất là cao. Chính vì vậy mà lời khuyên của mình là gì, khi các bạn sử dụng nước nóng, khi chiếc bình nó đã làm nóng đến một cái nhiệt độ nhất định, nó tự ngắt rồi, thì trước khi các bạn sử dụng nước nóng thì các bạn nên ngắt automat đi hộ mình nhé, để nó an toàn về điện, để nó không bị điện giật. Đấy là cái sai lầm thứ hai mà mình muốn tư vấn cho mọi người để mọi người biết. Và cái sai lầm thứ ba mà mình muốn tư vấn cho mọi người về một chiếc ấm đun điện. Trong thời gian qua thì rất là nhiều báo chí đưa lên rất là nhiều vụ về hiện tượng về điện giật khi mà sử dụng ấm đun nước như thế này. Thì cái sai lầm này thì các bạn nhìn là các bạn sẽ biết được tại sao. Tôi sẽ phân tích cho các bạn ở cái video này như sau. Đây, cái khoảng cách từ cái ổ điện và dây dẫn xuống cái bình này, đây, đấy, nó là một cái khoảng cách rất là ngắn, nhưng mà cái sai lầm mà khi mà các bạn sử dụng là cái ổ điện này, cái ổ điện mà khi mà các bạn cái dây này thường thường là nếu mà nó là cái dây cách điện nhé, tôi sẽ rút tạm thời cái bình này ra để tôi phân tích cho các bạn. Đây, thông thường nếu mà cái dây điện này nó là một cái dây, nó phải là cái dây mà bọc bằng vải thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với cái ổ phích cắm mà nó bọc bằng nhựa như thế này. Bởi vì sao mình lại bảo nó một cái sai lầm? Bởi vì từ cái khoảng cách ổ điện xuống đến cái ấm điện này thì cái dây điện này nó không được thả tự nhiên. Đây, thả tự nhiên. Trong quá trình mà nó làm nước nóng ấy thì nó cần chịu dòng rất là lớn. Chính vì vậy mà nó sẽ rất hay bị chảy nhựa ở cái điểm này. Bởi vì sao? Nó căng khi mà làm nó tạo ra để cái nó đun được cái nồi nước nóng thì nó cần cái dòng điện đi qua nó rất lớn. Chính vì vậy mà hai cái đầu dây này nó rất là nóng hai điểm này. Và thông thường nước cái nhựa này nó chảy nhựa ra và nó sẽ cái nhựa này chảy nhựa ra và nó sẽ làm chậm chậm, nó làm cháy nổ cái khu vực này. Chính vì vậy mình khuyên rằng nếu mà các bạn sử dụng mà cái dây điện của các bạn nó quá ngắn mà không ấy được thì các bạn nên kê cái bình, nên kê cái ấm nước này để cái khoảng cách của cái dây điện này nó phải là thoải mái tự nhiên như thế này. Bởi vì khi các bạn cũng phải để ý, các bạn cũng phải hiểu rằng nó một sợi dây khi mà nó thắt nút vào thì đương nhiên là nó sẽ chập, đúng không ạ? Đây là các bạn xem này, cái sợi dây này nhá, sợi dây này đấy, khi nó căng quá này, nó nóng này, các bạn chỉ cần tiếp xúc vào nó một cái vật gì chà sát vào, ví dụ như cái này nó chà sát vào cái tường thì đương nhiên nó sinh ra nó làm chảy xóc, nó làm chóc ngay về bên, nó nóng quá thì nó sẽ làm chóc vỏ của cái lớp nhựa bảo vệ này. Đấy, chính như vậy mà khi mà sử dụng các bạn cố để kê cái bình nước nó cao lên và không nên để cái bình dây nó nằm ở dưới hoặc dây nó vắt ngang qua như thế này. Bởi vì vắt ngang qua như này không may chẳng hạn thì nó sẽ làm cho nước nóng này nó nóng, nó sẽ làm cho cái bình này nó sẽ chảy nhựa và nó làm chặn chật, làm cháy nổ chiếc bình này. Đấy là những cái sai lầm cơ bản mà video này mình muốn nói chuyện với các bạn để các bạn biết được. Có nghĩa là cái video cái
cái sai lầm thứ ba này thì các bạn nên không được để căng cái dây điện này nhé, không được để căng dây điện này quá, và các bạn nên thả lỏng nó. Nếu mà cái ổ điện với này cái ấm nóng này, nước nóng này mà nó khoảng cách nhau quá xa thì các bạn nên lấy một cái ghế các bạn kê lên để cái dây điện nó thoải mái, thì nó không làm hiện tượng bị đứt ở cái đầu này, đứt đầu này. Và các bạn được biết rất là nhiều bạn vào trên mạng các bạn xem, các bạn biết được cái hiện tượng cháy nổ là nguyên nhân là do cái dây này nó căng, nó cháy nổ, nó chậm chậm ở đây. Chính vì vậy mà trong quá trình đun nước, nước nó dò ra ngoài, nó sẽ làm ảnh hưởng đến các bạn đi chân đất vào, nó giật là đúng các bạn nhé. Vậy video ngày hôm nay tôi xin tạm dừng tới đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình này của mình. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.